Chào mừng các bạn đã đến với công việc của Sen. Chăm ba bé Boss. Đây là coi sẹo, thích ngậm kẹo. Còn đây là ô long, thích chạy lông bông. Còn đây là cô Tắm nha, nhỏ nhắn và xinh xắn. Nhưng cả ba có một đặc điểm chung mà trời ơi chiều hoài không được á mọi người. Rất kén ăn. Chính vì vậy thân phận Sen như tôi là lúc nào cũng phải là tìm hiểu đồ ăn mới để đổi món nè. Hôm nay tôi tìm được một cái món mới nha, đó là hạt Doctor Shop, giàu protein luôn, không chứa ngũ cốc, tránh dị ứng cho bọn nhỏ, mà nó có omega 3, omega 6 nè, vitamin A, B, D, E đầy đủ. Mà nhiều khi tôi thấy nha, dạo này sản phẩm cho bọn nó đó, nhìn cái bao bì mà tôi cứ tưởng là hạt cho dân tập gym không hết trời. Cho nên á, tụi bay là được cưng nhất rồi đó nha, ráng mà ăn cho ngon nha. Trộm vía là bọn nó thích cái loại hạt này mọi người. Nhiều khi bình thường nha, hạt á là phải trộn với thịt bọn nó mới ăn. Còn cái này á, tôi đút từng hạt mọi người thấy không? Ăn quá trời quá đất luôn. Bởi vậy cái mùi vị nó cũng quan trọng lắm rồi nha. Mọi người á, có mấy bé Boss ở nhà, nhớ nha, chọn hạt loại này có thể là thay đổi khẩu vị cho bọn nó, chữa được cái bệnh lười ăn đó. Ô Long nhường anh đi, nhường anh hai coi đi. Ô Long, Ô Long, lùi đây nè.